Thưa quý vị và các đồng chí, chỉ còn ít phút nữa là hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi Công an tỉnh Điện Biên năm 2021 chính thức khai mạc. Tham gia hội thi lần này là 20 thí sinh tiêu biểu đã vượt qua vòng thi loại chấm điểm đề cương đại diện cho các chi đảng bộ cơ sở trực thuộc Công an tỉnh. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, góp phần đưa nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 vào cuộc sống. Sau đây là ghi nhận của phóng viên An ninh Điện Biên tại hội thi. Dự khai mạc hội thi có đồng chí Thượng tá Nguyễn Ngọc Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đặng Hải Triều, Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo cấp ủy các chi đảng bộ cơ sở, đảng viên và cán bộ chiến sĩ các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Sau phần chấm sơ khảo 39 bài thi của các báo cáo viên đến từ các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, Ban giám khảo đã lựa chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất để tham gia phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi tình huống do Ban giám khảo đưa ra. Hội thi được diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trong hoàn cảnh hiện nay, khi mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang chung sức đồng lòng vừa chủ động tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. Lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an tỉnh Điện Biên nói riêng đang ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, đảng viên, cán bộ chiến sĩ đã được theo dõi những phần thi đầu tiên của các thí sinh. Có thể thấy, tại hội thi năm nay, hầu hết các thí sinh dự thi đã lựa chọn đúng, trúng, chính xác những vấn đề trọng tâm, cốt lõi của nghị quyết đại hội 13 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời thể hiện sự nghiên cứu chuyên sâu có liên hệ thực tiễn như vấn đề bảo đảm an ninh con người theo tinh thần nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng gắn với nhận diện đấu tranh với các thủ đoạn chống phá Đảng của các thế lực thù địch trên không gian mạng, 8 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá chiến lược được xác định tại đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025, một số nội dung về chuyển đổi số được ghi nhận trong văn kiện đại hội 13 của Đảng, những điểm mới về tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa theo tinh thần nghị quyết đại hội 13 của Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Điện Biên giai đoạn 2020-2025 và đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Qua hội thi ngày hôm nay thì tôi mong muốn mình sẽ là hạt nhân làm cầu nối để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Và tôi cũng mong muốn với cương vị mình là một người chiến sĩ công an nhân dân sẽ góp một phần nhỏ bé trong sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Điện Biên theo đúng tinh thần nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ với 30 phút để hoàn thành phần thi thuyết trình và trả lời câu hỏi tình huống, nhưng tất cả các thí sinh đều chuẩn bị rất công phu với tinh thần trách nhiệm cao. Nội dung các chuyên đề đều bảo đảm chất lượng tốt về tính lý luận và thực tiễn, tính thời sự, tính chiến đấu, tính dự báo và định hướng tư tưởng cao, có sự cổ vũ hành động mạnh mẽ. Các báo cáo viên cũng có cách tiếp cận riêng, thể hiện sự độc đáo, gắn với liên hệ vận dụng sát đặc thù nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị. Thưa các đồng chí, thì riêng đối với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, chúng tôi ngoài việc tuân thủ đầy đủ những quy định chung thì yếu tố bản lĩnh là vô cùng quan trọng. Chúng tôi cần bản lĩnh để trở thành người chiến sĩ công an luôn hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Chúng tôi cần bản lĩnh để luôn biết tránh xa những viên đạn bọc đường. Chúng tôi cần bản lĩnh để sẵn sàng đấu tranh với đối tượng phạm tội mang tính chất hết sức đặc thù. Chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, đó là hoặc là bất chấp để giành bất chính, giàu bất chính, hoặc là nhận án tử. Sau 2 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi Công an tỉnh Điện Biên năm 2021 đã thành công tốt đẹp, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Trong cuộc thi lần này, các thí sinh đã có sự chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng, có sự đầu tư nghiên cứu chuyên sâu để có những bài dự thi xuất sắc nhất. Ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đồng chí Lò Văn Long, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh,
hai giải nhì cho đồng chí Đỗ Thị Giang, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công tác Đảng và Công tác Chính trị, đồng chí Lâm Thị Ngọc Hoa, Bí thư Chi bộ An ninh Kinh tế, 3 giải 3, 4 giải khuyến khích và 3 giải phụ cho đề cương xuất sắc nhất, thuyết trình xuất sắc nhất và trả lời câu hỏi xuất sắc nhất cho các thí sinh. Tôi nhiệt liệt biểu dương các thí sinh đã đầu tư trí tuệ, thời gian nghiên cứu, chuẩn bị tốt các phần thi, có sự phong phú về đề tài, góp phần mang đến những cách nhìn mới, cách tiếp cận mới về nội dung của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đề cương được chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, có tính thuyết phục, đã phân tích làm rõ những vấn đề, lý luận và thực tiễn của đề tài được lựa chọn thuyết trình. Phần thuyết trình của các thí sinh đã có sự sáng tạo trong dẫn dắt vấn đề, diễn đạt mạnh lạc, ứng dụng khoa học công nghệ lồng ghép hình ảnh để truyền tải nội dung trọng tâm các nghị quyết của Đảng, những vấn đề thời sự được xã hội quan tâm, phần trả lời câu hỏi đúng trọng tâm. Điều này đã thể hiện được các thí sinh đã nắm vững đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tình hình chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh và các kiến thức về văn kiện đại hội, cũng như hiểu rõ và nắm chắc những chức năng, nhiệm vụ ở đơn vị đang công tác. Hội thi khép lại, nhưng thành công của nó không chỉ thể hiện ở tính phong trào hay các giải thưởng, mà quan trọng hơn là ý nghĩa và giá trị tuyên truyền, giáo dục. Từ dấu ấn đổi mới trong phần thi của các thí sinh sẽ là tiền đề để hiện thực hóa trong từng chuyên đề của các báo cáo viên sau này. Từ đó, đưa công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng nói riêng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng nói chung ngày càng phát huy được hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng lực lượng Công an Điện Biên chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Và phần thứ ba, chuyển đổi số trong